Trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video chỉ dạy kỹ năng tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ
dẫn cho các bạn tô màu những bức tranh mà mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy theo dõi mình tô màu nha.